Với đa dạng chủng loại hoa, nhiều màu sắc, phối cùng với các tiểu cảnh mùa xuân, đặc biệt là những linh vật rồng đặc sắc, đường hoa xuân đã tô điểm cho sông Hàn thêm phần rực rỡ, góp phần thu hút sự quan tâm, yêu thích của đông đảo người dân thành phố, cũng như du khách khi đến Đà Nẵng. Vào ban ngày hay ban đêm, đường hoa xuân đều tấp nập khách, ai cũng tranh thủ chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc năm mới đẹp bên đường hoa xuân với bạn bè, người thân hay gia đình. Tham quan thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực vườn hoa, với lại bên sáng bên cầu Rồng, thì mình thấy hôm nay Đà Nẵng rất là chỉnh chu trong việc tạo các hình tượng rồng, linh vật rồng rất là hoàn tráng và cũng rất là có hồn, rất có nét. Tôi thấy là cái con đường vườn hoa của cái Đà Nẵng chúng ta thì năm nay tôi thấy nhà nước đầu tư hoa rất là tươi, nhiều, đẹp. Thật sự mà nói là tôi rất là tự hào vì là một con người ở thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đường hoa xuân, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật vào ban đêm đã tạo nên sức sống lung linh, tươi trẻ cho sông Hàn. Những chương trình nghệ thuật hấp dẫn đã làm sôi động không khí ban đêm của Đà Nẵng, mãn nhãn người dân và du khách để mọi người cùng hòa mình vào điệu nhạc, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ trong những ngày đầu xuân. Vào buổi tối thì ở thành phố Đà Nẵng thì là đẹp tuyệt vời rồi, thành phố đáng sống mà. Năm mới mà được xem các bạn biểu diễn như thế này là trong người mình thấy là rất là vui và thấy phấn khởi ấy. Phấn khởi và thấy không khí sắc xuân Tết là thấy trong lòng rất là vui. Năm 2024, Đà Nẵng có 19 hoạt động định kỳ và 36 hoạt động thường niên trong chuỗi hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn, nhằm phục vụ người dân và du khách, tăng tính tương tác với khán giả, tiến tới hình thành sản phẩm văn hóa đặc sắc hai bên bờ sông Hàn.